Lại chút xíu nha, ôn lại chút xíu nha. Anh được không? Hello, Jerry Morrison III. Hey, Miss Ellen. Hi. So this is our first time meeting. You've been on the show before, but I wasn't here. You were here when my... Nghe chưa? Anh còn nói nhanh nha. You were here when my... My friend Mila Kunis was here. Yeah. Did you enjoy it? Did you enjoy it? Did you giống như do you đúng không? Do you là hiện tại, là hỏi là do you like, còn có thích gì không? Did you có nghĩa là hỏi trong quá khứ, tức là đang kể về cái chuyện hồi xưa em bé này tới cái game show này đúng không? Là có cô Mila dắt chương trình đúng không? Dẫn chương trình. Thì cô Ellen mới hỏi did you enjoy it là hồi đó. Có thích không? Có thích cái chuyện đó không? Tức là hồi đó có tới cái game show đó có thích cái gì vậy hồi lúc đó không? Did you là enjoy là thích đó không? Enjoy meal là thích bữa ăn. Enjoy cái gì đó là thích. Thì con có thể học cái chữ enjoy. Con có muốn đọc thử enjoy không? Dạ muốn. Enjoy. Để coi mình nghe thử mình đọc enjoy mà không biết đúng không nha. Trả phát nè. Enjoy. Enjoy. Chờ nè. Enjoy. Để mình nghe thử coi. Enjoy. Enjoy, 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 enjoy. I think that one of the things that we enjoy the most. Enjoy, enjoy, enjoy. Care that you're not going to die, and therefore enjoy the wonder. Enjoy, enjoy. In amazement and the hardly bearable ecstasy of direct energy. I'm here to tell you that I like approval. I enjoy it. I find it. Say every. Not that I didn't like it. I intensely enjoy the. Yeah. Yeah. Thank you. Cô hỏi là có thích không? Hồi đó có thích không? Yes, it was great. Yeah. It was great. Là nó rất tuyệt. It was là đang kể về quá khứ. It was đúng không? Còn bình thường nó it's great đúng không? Cô hỏi là do you like it? It's great. Là nó tuyệt vời nhưng mà đang kể cái chuyện ở trong quá khứ nên nó không có dùng từ is mà là it was. Được chưa? Dạ. Cái này là 11 con sẽ học, giờ con chưa học đúng không? Học chưa? Học was chưa? Dạ rồi. Thì khi nào dùng was? Không nhớ hả? Dạ. Nhớ là quên rồi đó. Và kể về tức là mô tả cái gì đó trong quá khứ đó thì nó là diễn ra rồi đó, was. I loved it. I love. I love. Nè, chữ love con thấy nó khác không? Nó có chữ đi. I love bình thường I love nè. Yeah. Còn ở đây trong quá khứ rồi nè. Chuyện gì xảy ra rồi. Nó thêm chữ đợi nè. Love. I love it. Chắc không cần đọc. Great. Are you happier here that I'm here now? Tức là nãy là kể cái chuyện trong quá khứ đã tới cái chương trình gặp với cô Milan rồi đúng không? Thì bây giờ mới hỏi là are you happier? Here, tức là bây giờ có vui hơn không khi mà cô Ellen ở đây? Yeah, I him here now, hiểu không? Hiểu hiểu cái ý đó không? Nè. Are you happier? Con có vui hơn không? Are you happy là happy là vui đúng không? Yeah. Happier là vui hơn á. Ở đây có vui hơn không? Cái từ này có liên quan đến quá khứ không? Không, cái từ này không có liên. Giờ đang hỏi hiện tại nè. I'm now nè, con thấy không? Yeah. That I am now nè, I am here là ý cô Ellen nói là giờ cô Ellen ở đây thì có vui hơn ngoài đó không á? Bạn có hạnh phúc hơn ở đây khi bây giờ là cô Ellen ở đây không? Năm nay cái này là dịch nghĩa đen giống như vậy. Từ ra thì con đại khái là bây giờ cô dẫn chương năm nay là giờ cô dẫn chương trình thì con có vui hơn không á? Yeah, okay. I was so excited. À, đó là này là cách nói khác là so excited. Excited nghĩa là cũng hào hứng cái gì đó nó là yeah nè. Ai, ủa sao này là worse nữa nhỉ? Đang hỏi ai you mà. Mà sao lại là worse ta? Cho con nghe từ excited đây mẹ. Excited đây. Từ này mẹ nhớ hình như con học rồi mà không ta? Đó. Đó là excited. Excited. Excited.
excited. Nhớ con nhấn cái âm giữ nha. Excited. Hai nhấn sai chữ. Excited. Này cháu nhấn rõ excited để coi người thật nói sao. And we were really excited about the choreographic system, and Moon were really excited about the digital system. And what I'm most excited about cái chữ này chắc dễ nhấn ở giữa nha. Excited. Yes, this gets me really excited. Now, one of the new things, and they're excited about sharing. All right. Hey, everybody, Michael Gevin here, and I'm super excited to be with you. Oh, good. Nervous. Nghĩa là gì em nhỉ? Con đoán đi. Ngấp nhìn lo lắng đó là. Đúng rồi đó. Con đoán cũng đúng rồi đó. A little lo lắng một chút xíu thôi. A little. Con sẽ nghe nó không phải là little đâu, nó nói là little. Đúng không? Chút nghe lại thôi, phải little ở nhiều. Là con nghe cái từ này không? Nervous. Dạ. Ở trong YouTube nó không có cái chế độ mà bấm tua lại mấy giây nha. Nervous. Bây giờ nguyên cụm từ thử coi. Coi đây cho con học nguyên cụm từ luôn. Có không? Có luôn kìa. Từ này nó phổ biến nên nó có nguyên cụm từ luôn. Secret Service got a little nervous. Secret Service got a little nervous. Chú nói nhanh, bác Obama nó lẹ quá. I'm a little nervous, but I'd love to know your advice. I want to try Google Spin. Không nghe được. Kinds of reasons I get a little nervous. But A little nervous. Madeline Albright's a little nervous about speaking. Yeah, no. A little nervous. Coming up, and you're a little nervous for it. Coming up, and you're a little nervous for it. And it made me feel a little nervous for myself. A little nervous. Education committee, does that make you a little nervous? Well, Nervous. Nervous? Yeah. Yeah, a little nervous. But a little excited too, có nghĩa là lo lắng một chút nhưng mà cũng hào hứng một chút, cũng hào hứng luôn, vừa tức là vừa lo lắng vừa hào hứng. A little nervous. But nhưng mà nè, cũng có một chút excited too, cũng too là cũng. But nhưng mà cũng có một nhưng mà cũng một chút. Bây dịch nha, một chút lo lắng nhưng cũng một chút phấn khích. Nervous but a little excited too. Oh good. Well, just be excited cuz I'm excited. Nói là well, just be excited. Bởi vì em excited to see you. Cô Alan có nói là cô cũng chỉ là cô chuẩn cũng phấn khích bởi vì là phấn khích thấy bạn này nè. Gặp bạn này nè, tôi see, tôi gặp. See là gặp đó chứ không phải thấy đó nha. Well, just be excited because I am excited
studio đó, con mới học nguyên cái câu này nè đó, cái bắt chước thì mai mốt con có thể thay, chứ không con có thể thay từ sai dịch bằng từ khác, giống như nguyên cái này nè, nguyên này là một cái cấu trúc câu đúng không, thì con có thể thay từ sai dịch là bằng từ lo lắng, từ nervous hoặc từ fun vui đúng không đó, giống như con nói là con vui vì cái gì đó, vui gì đó, hoặc là thay bằng cái chữ khác, miễn là cũng tính từ thôi, con học tiếng Việt rồi đúng không, tính từ là vui buồn gì đó, thì ý là cái chuột vị trí này là cái chữ con có thể đảo lộn bằng từ, đã thay thế bằng từ khác chưa. Mai con viết vô flashcard xong con highlight mấy cái chữ này vô, ý là cái chỗ này nè là có thể thay bằng cái từ khác, cái nghĩa khác đúng không. Còn cái just be này con vẫn giữ lại, hiểu chưa, just be excited, just be funny, just be nervous, hiểu chưa, because em dạy luôn chưa, vui mừng vì tôi đã gặp gặp cô, gặp con nè, tiếp tục. Excited to see you. Okay, so there's something different than when you were here the last time. There's a hiểu câu cô nói anh. Cô nói okay, there's something, có một một vài thứ different. Khác so với cái lần mà cái em đã tới nè. Con có học cùng cái con có từ nào khó không? So là thường nước ngoài nó hay bắt đầu bằng so gì đó. Nó nói nó hay giống như cái từ ẹ của mình vậy đó, hiểu không? Hiểu không? Yeah. Thì nó là so there's something, giống như cái từ different mà không có ý nghĩa gì đó. Different con biết rồi đúng không? Dạ biết. Nhưng cho biết. Con đọc. Cái cọt hả? À không, cho con nghe. Nghe thì. Nè. So giống như so vì thế gì đó, có một vài điều khác biệt đúng không? Something different, có vài điều khác biệt hơn, có vài điều khác biệt hơn khi mà when cái gì? Then when you were here the last. When you were here. The last time. Nghĩa là cô Alan đang so sánh này, có một vài cái điều khác biệt so với cái lần when, là cái lần á, cái lần mà đã em bé đã ở đây lần trước á. Last time là lần trước, đúng không? Yeah. There was something different than when you were here last time, đúng chưa? Con muốn nghe cái từ gì? Different. Elsewhere, connected to all the different places they. Different. 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 Time, all weapons were made by hand to different specifications. Different. Need help now. Religions start from a very different place indeed. The synth, and then I set up a few different. Time, there's a tooth missing. There's a tooth. Bị mất cái răng rồi. Có một cái răng bị rớt rồi. A tooth này có một cái. Tooth missing, bị đụng cái răng nè. Cô Ellen nói là cái lần này cái bé này nó khác so với lần trước là vì nó có một cái răng nó bị rụng, lần trước nó không có bị rụng răng. Yeah, tooth missing, có một thiếu một cái răng, là lần này bị đụng mất một cái răng rồi, khác so với lần trước. Yeah, okay. Đó kia nè, đụng cái răng rồi kia. Yeah, I see it. I see the thấy mất một cái răng là các bạn học câu này. I see the when did that happen? When did that happen? À, cái chuyện gì đã xảy ra? Thấy hỏi trong quá khứ không? What là gì nè? Con biết what là gì rồi đúng không? Biết từ giống đu đó con, xảy ra trong quá khứ thì mình dùng từ biết. Tức là hỏi gì? Hồi đó nó bị gì vậy? Gì chuyện gì đã xảy ra vậy? What did happen? Happen là diễn ra đó. Chuyện gì đã diễn ra vậy? Đúng không? Hỏi trong quá khứ nha. Đích nha. So, after my space presentation, so, nó hay, con thấy không? Cái chữ so không? Giống như so, so vậy đó. Nên after, là cái từ này nó so cũng không after. Nó cũng không có cái từ có nghĩa đâu. Giống như là một cái từ đệm như thôi. Sau khi after
My space là đây không phải đọc nguyên câu này. My space presentation là giống như cái bài, cái trình bày, cái bài trình bày giống như em bé lên thuyết trình gì đó, hiểu không? Cái này là thuyết trình về không gian nè, space nè, giống như là nhà du hành vũ trụ với thuyết trình. My space presentation. When I went home chắc là bị té hay là cái gì đó mà bị mất cái răng á, hiểu không? So thì nó hay dùng cái từ, hồi nãy con thấy trên này cũng có từ so, khi mà nói gì đó nó hay bắt đầu đó biết không? Giống như cô hỏi là chuyện gì đã xảy ra vậy, giả sử tiếng Việt con hay nói là hồi đó sau khi con thuyết trình xong con đi về nhà, hay gì nói thì nó là từ so, hiểu chưa? Yeah. So after my stay. Present nè, cái từ này học presentation nè, cái sao cái bài sau khi trình bày về không gian á, cái bài thuyết trình về không gian á, my presentation. When này, biết từ when không? Biết. Từ when là quá khứ của từ go, đang kể về chuyện đã xảy ra rồi thì nó không dùng when I go home, mình nó là when I went home, được chưa? Từ từ nha, học hết cái câu rồi mình quay qua học từ nha. When I went home, I took out my tooth. I took out, chắc là nhổ cái răng ra đó. I took out, chắc là cái răng nó rung rinh giống cái răng của con thôi. Chắc là nó nhổ cái răng ra. I took out my tooth. Rồi từ tooth này mày nghĩ là phải nghe nè, khả năng nói sai cao lắm. Không biết luôn á, mày không chắc. Nè, sau khi trình bày về không gian nè, trình bày thuyết trình về cái chứ. Khi mà con về nhà thì con đã nhổ cái răng của mình, chút ao, nhổ ra chút ao. Dạ. Rồi bây giờ mình học từ gì đây? Cái từ nhưng mà cái từ chút này mình nghĩ là con nên nghe lại thử coi mình đọc đúng chưa. Nè. Khó nha, từ ngắn ngắn như vậy đọc không? Tooth. Nè, thở để cho con nói. Tooth. Thờ, nghe thờ thờ. Rồi, cái chữ này mình nhận thấy cái chữ thờ đó như không? Tooth. Khó nha, thấy nó ngắn ngủi như đó chứ nó khó nha. Tooth. I thought at the time he was kind of long in the tooth. He was. The dentist saw a small brown hole in Marissa's tooth. That's quite a cavity, he said. The tooth will have to come out. If you, it has the ocean's biggest tooth to body size. Cái răng. Rồi presentation đúng không? Presentation nghĩa là cái chữ này là chữ station, nó phải nói ở chữ station. Presentation. Zen nhưng vờ nha. Nhưng phải xem nha. Không phải chữ sờ nhưng mà nó thành chữ sờ nè. Presentation. Presentation. Pre nó có cái dấu này cũng không phải rì mà là pre. Presentation. Cái này có rì nè. Presentation. Này có thể đọc, nó có hai cách đọc nè. Cách đọc này của gì? Presentation. 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 Had to give, you know, you had to give like a speech or do some presentation in class. Presentation. Is when I went to, well, the day of my presentation, I got. This presentation today. Full technology entrepreneur who gave an amazing presentation. Monday. She's worried about a presentation she needs. Mấy cô chú đều đọc presentation hả? Presentation. Đọc presentation. Presentation. Mình học tiếp đi nè. Ok, nãy cái câu này có space biết chưa? Space hả? Space là không gian. Không gian, để nghe nó đọc cho coi. Space. Đọc đúng chưa?
Có chữ sờ sao nữa nhỉ? Space. Space. Có chữ sờ thì sao đó? Thấy từ này có khó không? Con thấy nó không dễ. Không có khó nhưng mà dễ bị sai. Space. Giống như con không biết là, con đâu thấy chữ sờ đâu mà. Mà con sờ ở phía sau nhưng mà nó có chữ sờ. Space. Space. Architect. I'm creating the space. Space. Where... Space. Yeah, like you spell space. 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 Rồi, took out thôi, took out là nhổ cái răng ra rồi, lấy ra. But then, I lost. Lost là gì? Là mất hả? Ừ, mất đó. But then, I lost. Lose, con biết từ lose này không? Lose là mất nè. Thì quá khứ của lose là lost. Nó đang kể là ở trong quá khứ hay chưa? Giống từ lost up rồi. Hả? Lost up là có nhiều. Lost hả? Lost up khác, lost là nó vậy nè, nó là gì nè, lost up là gì nè, đúng chưa, nó là chữ S này nè, đúng chưa, nó còn cái này là lost này là bị mất cái gì đó, I lost, mất cái gì đó, nghĩa là mất đồ á, hoặc là lạc đường, nó cũng dùng là từ lost luôn, lạc đường á, lost way á, là đi lạc đường á, được chưa, then I lost it. But really I lost it. But really, I lost it and then I couldn't. Và sau đó thì không thể. Không thể tìm thấy được. But really, nhưng thật sự là tôi đã, con đã làm mất nó và không thể tìm thấy. Câu này có cần học không? Nếu cần thì mình đi vô. Không thì qua. Yeah. And then I couldn't find. Được câu nào hay hay không? And then I had to write a letter to the tooth fairy and then đó là gì? Sau đó thì I had to write a letter nghĩa là gì? Là viết thư á, write a letter nè. Mình học cho con học cụm từ. Không học những câu write viết thư á nha con. A letter là viết thư. To the tooth fairy là gì? Là cái răng, cho cái răng. Cái fairy là cái gì nhỉ? Fairy giống như tiên thật, à, thằng tiên á, giống như tiên răng, thằng tiên răng. À, biết tiên răng. Tooth fairy là tiên răng. Giống như viết thư cho bà tiên răng. Đúng không? Chắc để xin cái răng. để I had to write a letter, viết thư to trai đó. Đúng không? Mẹ điện đây lên chung cho nó giống, nó nằm chung đi trong viết thư cho ai đó, viết thư write a letter to mom, write a letter to grandma, write a letter to gì đó, thì con chỗ này con thay vô biết không, tiếp tục to the tooth fairy, có cần nghe từ gì không, fairy này nó quen không, nhưng ở cái này cái con tập của mình có bị sai gì không, chứ mình không nghe ấp vọt, ấp vọt cũng được, tại từ này dễ nên là con nghe thử, nếu mà không nhận ra thì mình quen với ấp vọt. Your life, that ultimately, that, you know, fairy tale. Fairy thôi, yeah. Fairy thôi. Chú đọc đó chữ fairy. 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 À, cái này nó có chữ fairy nữa nè. Fairy. Fairy bình thường thôi. Fairy. Fair, fair, fair. Thấy có chữ ơ không? Fair nè, fair sắp phé nè, fair, fairy, fairy. Còn này là fairy luôn. Fairy. Fairy. Ờ, con nghe thử vậy thì cái chú này nói fairy hay là fairy nha. Your life, that ultimately, that, you know, fairy tale. À, mình nghe giống chú nói fairy á. Imagination. I'm not talking about fairy tales. Fairy thôi chứ không có fair đúng không? Chắc là cô chọn cái dễ đó. And as a lover of fairy tales, I'm fairy thôi. Yeah. Fairy cũng được mà fairy cũng được. Tiếp tục. Còn gì nữa không nhỉ? Viết thư cho tiên răng. I had to write a letter to the tooth fairy, and then I really did, and then. And then I really did, and then. Là không thể tìm thấy mà. Là không có luôn. And then she didn't do it that time, but that's how. Và sau đó she didn't do it, tức là không có
không có làm học she didn't là bà tiên răng không có làm nó. But that time, but then I never gave up in the... Never gave up có nghĩa là từ bỏ đó con. Never gave up thì cái cụm từ này con cần học này. Gave là quá khứ của từ gì biết không? Là từ give up, I give là you. Bỏ tử hả? I give là đưa cái gì đó. I give up hả? Từ give up là từ bỏ. Thì cái này là đang kể về cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì là gave up nè. Bỏ cuộc á. Và không bỏ không có bỏ cuộc. Then finally là cuối cùng mà đi ra cũng làm. Cuối cùng bà tiên răng làm gì à mọc ra cái răng chắc. Then finally she gave me some money. Oh. She gave me some money. Chẳng là cái some money à. Không liên quan gì hết. Then finally, finally là cuối cùng gì con? Finally cái từ này con học chưa? Con học rồi. Finally là cuối cùng. Thì never gave up and then finally she gave me some money. Gay nè, gay là cái từ quá khứ của từ give đó, give me some money. Để cho con tiền á. Give me some K, give me some money là tiền. Từ gay này nè, nó là từ gay này nè. Nhưng mà gay là đưa cái gì đó, nhưng mà give up là từ bỏ, nó có khác nha. Thì gay up là từ bỏ, nhưng mà chữ gay này không là cho cái gì đó. Để cho tôi tiền nè, give me some money nè, được chưa? Cho tiền, cho tiền cho tiền hả? Thằng này xạo ghê. Oh, never give up. Never give up. Đó, con thấy chữ give up không? Yeah. Nè, từ give, cái này như này nghĩa bao giống nhau nè, cái này là trong quá khứ nè, give up, còn này là give up. Yeah. Give up là trong hiện tại, còn give up là trong quá khứ. Trong quá khứ không có bỏ cuộc nữa giờ, còn này hiện tại nè, give up. Never give up. That's right. Okay, đúng rồi. So you had a girlfriend, I understand. Nè cũng chữ so nè, thấy không? Chữ so gì đó. So you had a girlfriend là một phần bạn gái. Bạn gái ai understand biết không? Là tôi hiểu. Tôi hiểu là con đã có một bạn gái had á. Had là quá khứ của have á. Biết chưa? Dạ. Tôi cho được làm gì? And I read up about what happened. I read about, đã đọc về, giống như là cô đọc đâu đó về cái điều đó đó, giống như là Nana là chắc là viết trên báo hay là viết trên Facebook hay là đâu đó. Cô đọc. I read up là đã đọc về cái điều đó. What happened last time? Để tôi đánh câu đi. Đánh đi. Bây vậy con đánh máy rồi sao để cái tay á, chứ không có chọc chọc vậy. I read chọc là nó chậm lên, để cái tay ngay chỗ đó luôn. Không có dở lên, để im cho ra. Cái này nè, không có dấu khoảng cách là cái ngón cái. Bao hay mới làm cho nó lẹ. Bao quá. Happened last time. Bên. Cái từ này có liên quan đến quá khứ không nè? Từ nào con? Từ happen nè. Có, happen này là hiện tại nè. Trong quá khứ nó thêm chữ ed nè. Em thấy không? Bữa nào mẹ sẽ đưa cho con cái bảng động từ bất quy tắc, hợp quy tắc để nó có những cái động từ trong quá khứ. Last time cái đó là con nên học nha. Rồi tôi đã cái gì? Đọc về những gì đã xảy ra. Last time là cái lần vừa rồi lần trước. Last time, her yeah. name is Brianna. Yeah. Bạn gái là her name đó, her name. Yep. You still with her? You still with her là ông giống như là còn bạn gái nó còn chơi nữa không đó, hiểu không? You still with her vẫn còn với vẫn còn á still with. You still with her tức là hồi nãy nói là có girlfriend đúng không? Bây giờ còn cô đó có còn là bạn gái của con không? You still with her? Vẫn còn với cô ấy nữa không? Vẫn còn quen nữa không? Yeah, I have to tell you a secret. Okay. I have to tell you a secret. Nghĩa là gì? I have to, nghĩa là I have to đó con. Nên have to. With her? Yeah, I have to tell. Have to là gì? Con phải kể cho cô bí mật. Một cái bí mật nè. Cái này con đoán được mà. Cái từ này quen không mà con? Ai nè, have to là gì?
Have to là I have to làm gì đó. Nhớ đi, con nhớ cái cấu trúc have to trong trường học không? Dạ. I have to tell là gì? Tell là tôi làm giống như là muốn I have, have to, con nhớ là gì không? I have to go, tôi phải đi đây. I have to nhớ là không? Tell là phải nói kể. Kể. Kể cho cô nghe. Về một chút thật là cái gì ta? Secret mà. Secret. Secret con học chưa? Vẫn chưa. Mình thấy con quên ngữ pháp hơi bị nhiều rồi đó nha, ôn lại. Tại vì hổng giờ không có đi học quên hết trơn rồi. Secret. 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 Con bên này nó đọc gì nè. Con quên ngữ pháp nhiều mấy nha con gái. Lâu quá không học quên hết trơn rồi đó. She explores the secret to desire. Should they be allowed to know the secret songs that orchestrate the in the world? I think that's a part of the secret sauce. Yeah. Yeah. Để con kể hết cái secret này ra. Tell you a secret. Okay. My mom wouldn't let me have a girlfriend. Oh. Này con đoán đi coi. My mom là mẹ của tôi. Wouldn't let. Wouldn't let. Nè, sẽ không, quyết định là sẽ không để let me này nhớ. Để tôi có bạn gái. À, đúng rồi. Để cho tôi có bạn gái, để cho con có bạn gái đâu. Nhưng I still do, nhưng mà con vẫn làm vậy. Tức là vẫn giống như cãi lời mẹ đó. My mom wouldn't let me have a girlfriend, but I still do. Để chưa hiểu cái câu đó chưa? Dạ. Yeah. Rồi, mẹ cho cái câu học về nhà. My mom would wouldn't là would not đó con. Không. Dạ không chồng. Không chồng. Let me nhớ cái mẫu câu let me không? Dạ. Let me do gì đó, let me show you để chỉ cho bạn. Let me have là có nè. Have a girlfriend. Have a girlfriend. But I still nhưng mà do. Ai nhưng mà con vẫn I still do. Yeah. Nay con biết last chat chưa vậy? Rồi, mình nghĩ học nhiêu đây là cũng nhiều đó, quá trời câu nè. Wow. Ông muốn từ nào không? Muốn từ nào không? Phải hả? Để con xem mấy cái từ này nè. Rồi, xong rồi nha. À, nghe lại tôi là nói chút xíu đi nha. Để quen đi, nãy giờ mình học á. Ủa, sao nó không tua lại ta? So this is the first time meeting. You've been on the show before, but I wasn't here. You were here when my friend Mila Kunis was here. Yeah. Did you enjoy it? Yes, it was great. I loved it. Great. Are you happier here that I'm here now? Yeah. Okay. I was so excited. Oh, good, good. A little nervous. Nervous? Yeah, oh, a little nervous, but a little excited, too. Oh, good. Well, just be excited, because I'm excited to see you. Okay, so there's something different than when you were here the last time. There's a tooth missing. Yeah, okay. There is a tooth. Yeah, I see. There's a. When did that happen? So after my space presentation, then I went home. I took out my tooth, but then I lost it. But really, I lost it. Yeah. And then I couldn't find it. And then I had to write a letter to the tooth fairy, and then I really did. And then she didn't do it that time. But then I never gave up. And then finally, she gave me some money. Oh. Never give up. That's right. So you had a girlfriend, I understand. I read up about what happened last time. Her name is Brianna? Yeah. Yep. You still with her? Yeah. I have to tell you a secret. Okay. My mom wouldn't let me have a girlfriend. Oh. But I still do. Oh. Good. Bài học tiếp hen. Cái này để mình lưu lại nha. Ồ, nó có chế độ xem không ta? Mình xem lại thôi cái show. Ok, mà mẹ chưa subscribe kênh này à? Phải subscribe, mẹ quen với kênh này quá.
Không còn surprise nhớ. Được chưa? Đây là what you learned here, là what những cái gì con đã học hôm nay. Chúc mẹ sẽ in ra rồi con. Ghi vào black card. Ủa sao này nó không chịu người có cái chữ có mà nó không có dấu sắc. Ok, con gái. Rồi.